Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là một ngày rất đáng ghi nhớ và trong tâm thảm của Giác Nhàn. Hôm nay nhân cái ngày kỷ niệm cũng là ngày 19 hàng tháng lạy 500 danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là cái phương cách lạy mà từ khi đi Mỹ về và nghiên cứu trong vòng 2-3 năm, hôm nay đưa ra phương cách lạy này. Hồi sáng hỏi thầy thiền, thầy nói càng lạy càng khỏe. Hồi sáng ai trong này lạy hết 500 lạy đưa tay cho biết ạ. Ôi chúc mừng quý vị, cũng khá đông. Thưa quý vị, khi chúng ta lạy 500 danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là một cái nhân duyên rất thù thắng, để hiện tại khi gặp những nạn tai, ôn dịch, châu chấu, sâu rầy, hạn hán, tất cả những bệnh tật do oán nghiệp hay là nội cảm, ngoại cảm, nếu người này chí thành hàng ngày, hoặc giả là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, 3 ngày lễ vía, hoặc giả là mỗi 19 hàng tháng thường xuyên đảnh lễ, cung kính, cúng dường, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì tất cả những bệnh dịch đó riêng với bản thân mình và gia đình của mình thì không thể xảy ra. Vì Tổ sư Ấn Quang dạy rằng nếu nơi nào có dịch bệnh mà thành tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm hàng ngày thường xuyên, và nếu trì được 54 biến hoặc giả 108 biến thần chú đại bi, thì người này vĩnh viễn tạm biệt, chào vĩnh biệt corona, không bao giờ đến được. Chúng tôi lấy lời của Tổ sư Ấn Quang dám khẳng định chắc chắn 100% điều này. Nếu ai hoan hỷ tín thọ phụng hành thì sẽ nhận được cái thông tin ngay. Bởi vì lời của ngài Tổ sư Ấn Quang đó là lời của cổ Phật Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở trong văn sao Ấn Tổ nói Quan Thế Âm Bồ Tát là cổ Phật, mà Đại Thế Chí Bồ Tát cũng cổ Phật. Tuy rằng ngài đang ở cõi ta bà, chúng ta hiện thân trước đây 100 năm, cái đó là báo thân của ngài. Những ứng thân của ngài, pháp thân của ngài qua lại hai cõi thật báo, Trang Nghiêm Vô Chướng Ngại Độ và Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Hôm nay cũng là cái ngày đại tường 3 năm của cụ Bình An, là thân mẫu của cô Nguyễn Lê Thị Giáng Hương vừa rồi tắc bạch đó. Cụ này sống thọ đến 95 tuổi, tương đối khá thọ, còn 5 năm nữa là đủ 100 tuổi. Cụ này khá thọ, và nhìn hồi nãy chúng tôi vô chánh điện phụ thấy các chú trang hoàng bàn thờ, bông hoa, trang nghiêm, thiệt là trang nghiêm. Và nhìn di ảnh của cụ, thực sự là một người phúc hậu, sanh ra một người con thật là xứng đáng, biết đạo, biết cúng dường tam bảo, biết làm từ thiện. Cô này năm nay 66 tuổi rồi, ăn chay coi như là trên 10 năm, và hàng ngày tinh tấn tu hành. Nhất là lúc trước bị một cái cục bú ngay đây, chúng tôi về kêu của trì Đại Bi, chưa tới một tháng 54 biến mà chỉ bằng miệng, lúc đó chưa có máy, mất luôn cái cục bú đó. Chúng bữa chúng tôi có hay nói đúng không, hôm nay là cô ta đó. Phật Pháp bất khả tư nghì, thần chú Đại Bi bất khả tư nghì, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Vô Tác Diệu Lực bất khả tư nghì, danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Vô Tác Diệu Lực bất khả tư nghì. Đem cái tâm chân thật cung kính chí thành để mà trì tụng, dám bảo đảm có kết quả. Dầu là bệnh nan y. Vậy cho nên thành ra hôm nay thực sự là một cái ngày mà chúng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng đó là đã đặt chân nơi chân núi voi này được 21 năm.
Mừng là có được đại chúng và một đại gia đình có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới. Phát Bồ Đề Tâm tin sâu nhân quả, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là một niềm vui chúng tôi không lấy gì đổi được. Thì 21 năm vẫn là một ngôi tỉnh thất tôn đơn giản thôi, nhưng trong lòng của mỗi con người chứa đựng một cái mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, giữ gìn tổ ấm tông phong, tốt đời đẹp đạo giữa lòng nhân gian. Thực sự hôm nay chúng tôi rất là cảm xúc rất nhiều trong một cái trường hợp hoàn cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên quý vị vẫn về để mà cộng tu lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu nguyện Ngài gia hộ cho tại môi trường này, cho con người nào hồi sáng ở đây lạy, cũng như một số các vị Phật tử lạy trên online. Cô Nga, trưởng nhóm Đạo Tràng Hương Nguyện, cô này cũng không phải là sức khỏe tốt lắm, ốm ốm gầy gầy, thế mà cũng lạy hết 500 lạy sáng hôm nay, mừng hoan hỷ vô biên cùng tầm. Thiệt là đạo tràng trên không trung hợp với thời đại hôm nay, tình hình dịch bệnh ở nhà lạy Quan Âm là tuyệt không quý vị? Tuyệt. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và Đức Phật A Di Đà cùng làm một việc là tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng hai vị này cái nguyện thì đồng với nhau, cùng làm một việc cho chúng sanh cùng về nhà liên bang. Sáng nào ngồi ăn cơm trong nhà lá đó cũng nghe từng đoạn, nghe xong bắt đầu mới ghi lại, rồi bắt đầu chép ra để coi, lắng nghe chỗ này. Hành nguyện của Phật Di Đà và Quan Âm cùng là một việc, cho nên người lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, niệm Quan Âm để vãng sanh Tây Phương cũng được, vì Phật Di Đà và Quan Âm cùng làm một việc, cùng có một nguyện là đưa chúng sanh liễu sanh thoát tử. Nhưng lúc sanh đẻ và lúc hiện thời thì cần niệm Quan Âm, nhất là lúc sanh đẻ cần phải niệm Quan Âm, mình niệm ra tiếng thì sanh an toàn. Và lúc mình gặp nguy nan, ôn dịch, hạn hán, đang dịch bệnh corona nè, thành tâm niệm Quan Âm nhiều hơn. Vì mình chưa có ý nguyện muốn vãng sanh, dĩ nhiên trong lúc mình công phu là hồi hướng vãng sanh, nhưng mà trong cái việc mình gặp nạn mà mình chưa đủ cái quyết tâm để buông xả vạn duyên vãng sanh, để mình qua cái chướng nạn này, thì Quan Âm, niệm Quan Âm là nhanh nhất, đỡ tốn tâm lực nhất, lẹ nhất. Nhất là cái gì? Gặp những người bỏ bùa ngải, tiểu nhân hãm hại. Nãy có hai mẹ con, cái cô Phật tử ở Sóc Trăng, hồi nãy có lên dân hoa đây, đại diện cho chùa ở Lộc Minh, sư cô Như Minh, bị cái bà bên cạnh bỏ ngải. Người bỏ ngải trong người khó chịu, ngủ không được. Gặp người đó, người ta bỏ ngải rồi, không biết sao họ điều khiển được cái kiểu gì, không hiểu, mà bóp cổ rồi trong giấc mộng dí, sợ quá chừng rồi kéo chân kéo đồ không cho ngủ, làm kinh khủng. Cô mới gọi chúng tôi, có hỏi trì thần chú đại bi niệm Quan Âm hết không. Chúng tôi nói dám bảo đảm hết. Cô kêu con trì theo cái máy mà sao con thấy thầy có một hơi dài quá, thầy không có nghĩ. Kêu có chứ, nghĩ bốn hơi, nhưng mà thầy làm nó xích lại chứ sao ai mà không nghĩ được. Bởi vì cái thần chú đại bi tụng trong máy là nó phải liên tục không bị gián đoạn. Chứ nếu mà mình để gián đoạn giống như là bình thường, không có cắt xén để ráp lại đó, thì mình đang tụng cái máy nó ngưng lại đó, thì mình bị gián đoạn và mình bị khựng liền, mình bị phân tâm liền. Cho nên cái máy nó liên tục như vậy. Nhưng mà mình có quyền ngưng và hít thở, và mệt thì mình có thể im lặng. Cô nói con cũng tụng theo thầy, con tụng không nổi, thầy tụng nhanh quá. Không phải thầy tụng gọi rằng là gì đó, nó liên tục cái hơi nó dài, con tụng không nổi. Nhưng mà mới lần đầu thì thấy nhanh, mà về sau thì thấy vừa và nghe được. Thì chúng tôi mới chỉ có cách để mà trì đại bi. Trong vòng 2 đêm mất liền không còn. Hay thiệt ngại văng liền. Cái đêm mà chuẩn bị văng là vừa nằm xuống, cái bóng đen nó quăng trước mặt. Mà tự nhiên cái người trì thần chú đại bi, họ có cái pháp an tâm của kia, không có sợ. Hay vậy nha, không có sợ, yên ổn. Vì vậy cho nên thành ra là Tổ Ấn Quang nói, khi gặp nạn
thì thần chú đại bi và danh hiệu Quan Âm thì nhanh hơn, nhanh hơn, và cái sự cảm ứng mau lẹ và đỡ tốn tâm lực hơn. Có nhiều sư cô, có nhiều người nói niệm một câu Phật hiệu thôi, không cần phải thêm trì chú đâu, xen tạp rồi. Lắng nghe chỗ này nè, chúng tôi nói rất nhiều lần về chỗ này, lúc trước chúng tôi cũng đồng quan điểm này, nhưng mà nhìn lại căn cơ của mình thử coi làm sao, qua nổi không? Nhiều chuyện qua không nổi. Tâm lực mình chưa cảm được câu Phật hiệu, chưa tương nhất, chưa có tương ưng được. Khi chưa tương ưng được rồi á nghe, gặp nhiều chướng ngại, tính tâm lui sụp chịu nổi. Vậy mà người trì đại bi họ giữ chỉ có sáng 1 tiếng 15 phút 54 biến, chiều 1 tiếng 15 phút 54 biến là 108, đủ tiêu chuẩn rồi, suốt ngày cứ niệm Phật niệm Quan Âm chứ đâu có gì trở ngại, mất thời gian nhiều lắm đâu. Mà cái điều này Tổ Ấn Quang ngài dùng, ngài hành trì mà. Một số người trong này đồng quan điểm chúng tôi có trì thần chú đại bi, như một số các Phật tử gặp mấy thầy mấy sư cô, một số người họ không trì và họ kêu khỏi trì, nhưng mà họ đã trì tụng có kết quả rồi là khuyên họ bỏ, không bỏ đâu, giết họ cũng không bỏ đâu, không bỏ đâu. Khi mà mình trì thần chú đại bi như vậy, 84.000 chứng bệnh, trong đó có bệnh S là sida, corona, không dám đến mình đâu, bảo đảm. Điều này ai nói vậy? Điều này ai nói vậy? Họ thượng tiến hóa, làm thực sự, dắt mười mấy đứa nhỏ đi xung quanh một cái vùng đó. Họ đang dịch bệnh chết quá chừng luôn, mà ngày niệm một thời gian tiêu hết cả dịch bệnh, cái làng đó tiêu hết, hết dịch bệnh. Ngài có nói mà thầy Nhân Minh hay đọc cái điều này, tin đi, bây giờ đang dịch bệnh hoành hành. Trời ơi, cái cô đó cô kể bên Đức, cái ông đó ông kêu trời ơi, chưa hồi nhỏ giờ chưa khi nào thấy cái hoàn cảnh mà ở trong nhà như cái tù như vậy, không dám ra ngoài, chết quá trời trời luôn rồi. Cái bà đó nói nếu không có con chó chắc điên luôn, chơi với nó mà nó đâu biết nói năng gì đâu, mà con chơi với nó đỡ buồn. Trời, lúc đó mình trì đây bên niệm Phật thôi sướng biết mấy, lúc đó là đang nhập thất luôn, sướng biết mấy mà. Họ không có ai chỉ, cho nên gặp Phật pháp không phải dễ đâu. Năng tính chi pháp là pháp môn tịnh độ khó tin, và Phật pháp rất khó tin, người ta nói cũng chưa chắc gì tin nữa đó. Hảo đạo tràng nan ngộ, dễ gì gặp được đạo tràng tốt à, thân người khó được à, Phật đạo khó thành. Nó nghe kỹ, có cái cô Phật tử bên Mỹ ở Santa Ana, giờ hiện tại cô đang nghe trực tiếp bên đó. Cô nói con trì thần chú đại bi mà 108 biến bằng miệng thôi không có mấy á, con muốn đứt hơi luôn và rác cổ con chịu không nổi. Chúng tôi chỉ lên trang web vôlườngthọ.vn, kéo cái file MP3 trì thần chú đại bi xuống. Mà cô tụng sáng nay cô báo khỏe quá chừng khỏe luôn. Theo cái máy của thầy ngồi nghỉ, đang lắng nghe cũng có công đức, nghe cũng có công đức, nghe cũng cảm nhận thấy rằng là nó có cái cảm giác. Lắng nghe nè, khi mình nghe một bài hát buồn trong lòng mình nó buồn, nghe bài hát vui trong lòng mình nó vui. Con người bị chi phối âm thanh rất lớn. Nếu mà nghe được thần chú đại bi, nghe lại danh hiệu Phật, mình niệm nghe trong máy, hoặc giả là nghe lại danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, có công đức trong đó, cho nên thân tướng của mình thay đổi. Và gì? Nghiệp chướng mình chuyển hóa, lòng mình an lạc, người ta phấy rối lòng mình không được, người ta làm mình giận buồn không được, không vô nổi, không buồn nổi. Trong lòng mình chứa thần chú đại bi, chứa danh hiệu Bồ Tát, công đức an lạc, vô lượng an lạc, cho nên nó vô cái đó pha loãng liền. Một lu nước quá lớn mà một giọt nước đen bỏ vô pha loãng, giọt nước đen là cái điều ác, điều xấu, những người ta làm mình buồn phiền, vô pha loãng liền. Cô đó có nói trời ơi, lúc trước ông chồng con, ông nói con buồn con chịu không nổi, bữa nay ông nói con thấy như không có chuyện gì, ông nói ông làm khó dễ gì đi nữa, con thấy cũng như không có chuyện gì, lòng con an ổn và con vẫn đối xử tốt. Đang có biện pháp giúp cho họ, còn họ nói xấu, họ làm mình khổ, mình làm lại khổ, coi như cũng gì cốt khỉ hoàng cốt khỉ, hai người đều xấu hết, chả giúp gì được cho họ, cứ như vậy hoài khổ đau chết, thù ghét gặp gỡ khổ. Lắng nghe cho kỹ. Như vậy hôm nay cái pháp của mình tu là gì? Tụng một cuốn kinh Di Đà, nếu có thời gian tụng hết cuốn kinh Vô Lượng Thọ hoặc một nửa cuốn cũng được. Không là sáng phẩm thứ 6, chiều 32 đến 37, hoặc giả tụng một cuốn kinh A Di Đà, sau đó rồi bắt đầu lễ Phật.
nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị nói về Bồ Tát Quán Thế Âm này. Bồ Tát Quán Thế Âm đã triệt chứng di tâm, tỏ trọn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết hãy cảnh của pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát. Mấy chỗ này nghe sướng người, sâu sắc hay. Cho nên được may từ bổ văn, sóng trào biển bi, hệ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Không nguyện nào chẳng thỏa. Chỉ có nguyện làm ác thì niệm không có thỏa được. Tất cả niệm thiện, niệm vì chúng sanh đều thỏa mãn hết. Do Bồ Tát nghe tiếng chúng sanh đau khổ kêu cầu mà ứng hiện trong sát na. Ứng hiện trong sát na, trong giấc mộng ứng hiện. Hiện sông, núi, tàu, bè, nhà, cửa đủ kiểu hiện để mà độ sanh. Cực kỳ sự bầu nhiệm linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Càng niệm càng thấy màu nhiệm. Giờ lắng nghe cái chỗ này. Niệm Phật tuy quý ở tâm niệm. Tâm niệm là sao? Trong tâm niệm A-di-đà Phật không ra tiếng. Trong tâm niệm Nam-mô-di-đà Phật không ra tiếng. Cái tâm mình nó yếu, nó chưa nhớ rõ. Quý vị để ý coi nghe, lắng nghe nè. Trong tâm của mình mà buồn, phiền, giận, hờn, suy nghĩ một điều gì bức tức đó nghe. Hoặc suy nghĩ một cái điều gì mà mình thích thú đó, nó mạnh ghê lắm. Nó dày đặc ở trong đó luôn. Đêm nay còn nằm mơ thấy cái điều đó luôn. Lấy ra không được. Nhưng mà khi niệm câu Phật hiệu là nó yếu nhớ kìa. Nó nhạt nhòe vô cùng. Bởi vì mà hằng ngày mình không có ức niệm. Ấn Tổ nó không có ức niệm là không có nhớ niệm. Không có vui mà niệm. Chứ nếu mà nhớ mà niệm á, thì khi nó nói chuyện hoặc nó lo công việc gì bằng đầu óc viết lách thì nó lo. Nhưng mà khi thả một cái nó quay lại liền. Nó bật lại liền. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cho đến lúc Ngài nói đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, mặc áo ăn cơm, vào đại tiểu tiện, tiếp khách, lấy câu Phật hiệu làm bổn mạng nguyên thần, không cho quên. Công phu này kinh lắm. Công phu này không phải dễ đâu. Đến lỗi Ngài đang viết lắm mà vẫn niệm được luôn. Trong văn sao có những đoạn đó. Đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh, mặc áo ăn cơm, vào đạo tự tiện mà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mà thường niệm trong tâm thì sao? Thường niệm trong tâm thì người này khí lực không bị tổn. Dưỡng hơi, dưỡng thần, dưỡng thân, dưỡng tâm. Cực kỳ là hay luôn. Bốn chữ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Buổi sáng dồn toàn bộ vô trong cái danh hiệu Phật. Đến trưa rồi bắt đầu ăn cơm, bắt đầu niệm Quan Âm đến chiều. Cho nên Ngài nói niệm Phật và niệm Quan Âm nên chia làm hai thời như vậy. Hôm bữa có cô bên Mỹ, con nói con nghe thầy giảng, con thấy thầy nói Quan Âm cũng quan trọng mà Di Đà cũng quan trọng, bây giờ con không biết niệm ông nào. Thầy kêu bây giờ chia ra, sáng con niệm Di Đà trong tâm, còn chiều niệm Quan Âm. Nếu con gặp hoạn nạn là Di Đà suốt ngày luôn. Ấn Tổ chỉ cho ngài chỉ thoát, niệm suốt ngày luôn. Mà niệm suốt ngày thì Quan Âm bảy chữ là phải buộc là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, phải thầm thôi, chứ trong tâm nhiều chữ làm không nổi, phải thầm thôi. Còn nếu năm chữ thì ngắt nó ra Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm ba chữ, Bồ Tát hai chữ. Nhưng mà thực sự năm chữ cũng hơi khó nữa, ngài kêu nhiều chữ, cho nên phải thầm. Quan Âm phải thầm. Phải thầm là gì? Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầm se sẻ, người khác bên cạnh không nghe, trong tâm niệm ra tiếng nhỏ và lớn tiếng. Bốn cách hành trì của ngài, bốn cách hành trì của ngài. Lúc trước chúng tôi niệm Quan Âm trong tâm giữ cực kỳ khó. Lúc nhập thất đâu có biết đâu. Cứ niệm trong tâm không mà thả ra một cái là chịu không nổi. Cực kỳ khó giữ. Rồi lúc mà từ 2013 gặp Gia Ngôn Luật là cứ thầm nhép môi bốn chữ. Suốt luôn cũng tổn khí hơi nó ra hoài. Không có giữ trong tâm được. Chúng tôi để ý mỗi lần lên giảng hoặc làm cái sự kiện gì quan trọng mà chúng tôi kè cái câu Phật hiệu liên tục, cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thì nó dưỡng được cái hơi và cái công việc lúc đó lên giảng hay làm gì nó khác. Nó có cái định lực trong đó đặc biệt. Có nhiều người họ tới một cái sự kiện gì đó, họ rung, họ đứng không nổi, tâm lực họ bị hao, khí lực họ hao, hai cái này thôi là giết họ, là ngã lăn rồi. Giữa đại chúng là họ gục, có chịu không nổi rồi. Tâm lực có thừa mà khí lực không có.
Khí lực là hơi hơi của mình á, có nhưng mà tâm lực yếu nhất. Nhưng mà giữ được câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, khí lực tâm lực dư luôn để mà mình làm một cái sự kiện đó. Tin như nào? Tin như nào? Vượt qua cái chuyện đó không được, thèm thuốc, thèm thịt, thèm rượu, cứ A-di-đà-phật trong thời gian ngắn tự nhiên nó qua một cách nhẹ nhàng. Tâm lực quá mạnh, tâm lực này là Phật lực gia trì nữa, qua quá dễ, quá dễ luôn. Trong khi đó tự thân mình qua không được, trong đó tự thân mình qua không được, nó dính ở trong đó rồi ra không được. Chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi cảm xúc cho nên tôi nói để cho đỡ buồn ngủ. Sáng Di Đà, chiều Quan Âm. Quan Âm bảy chữ, ra hơi thầm không mệt. Sáng có dưỡng hơi một bình, một bình hơi sáng A Di Đà Phật đầy rồi. Chiều là gì? Tha hồ luôn, dư luôn. Từ sáng vừa bắt đầu công phu xong một cái là gì? Giữ suốt luôn cho đến lên trên này, trong người mát mẻ, mát mẻ. Tin làm thử coi, trước giờ suy nghĩ đủ thứ hết trơn rồi, buồn giận rồi, thương ghét rồi, giận dỗi rồi gì đó, lẫy hờn rồi, nhõng nhẽo với chồng nữa chứ, đủ kiểu luôn rồi, có sướng ít gì đâu. Con người mình đâu phải như vậy đâu, toàn là diễn tuồng không. Bản chất của mình đâu phải là như vậy. Con người của mình đúng ra là phải có tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông chứ, từ bi hỷ xả vô ngã vị tha chứ, đâu mà nó có hành hạ mình như vậy. Niệm Phật có thử coi nó hết không? Hết chứ. Niệm Phật nó tiêu hồng tiêu túc nghiệp mà. Niệm Quan Âm nó càng cực kỳ. Hôm qua chúng tôi gửi lá thư cho thầy Dung Minh, cái ông đó ông quá khổ đau rồi. Chắc là vợ bỏ, vợ chê sao mà khổ quá rồi. Khổ vì tình, vì tiền, đủ thứ hết trơn. Ngài nói làm sao? Ông khổ, nghiệp ông nhiều, ông niệm Quan Âm đi nhanh lắm. Mấy cái người mà gần chết rồi người ta nói lời chân thật, tôi gần chết rồi tôi nói chân thật lắm. Trời, cái lời của Ngài nó quá thống thiết. Không ngờ niệm Phật một thời gian, vô sư trí, tự nhiên trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, đại viên cảnh trí xuất hiện. Nghiệp tiêu thì gì? Trí rạng thôi. Thanh tâm thì quả dục. Thanh tâm là tâm thanh tịnh, thanh là thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh thì bớt ham muốn, mà muốn bớt ham muốn thì niệm Phật nó mới bớt được cho con người, mà dễ gì bớt ham muốn. Nên khi A-la-hán nó mới dứt được lòng tham mà. Bây giờ muốn bớt ham muốn thì niệm Phật, mà niệm Phật thì tâm nó thanh tịnh, mà thanh tịnh thì trí tuệ phát sanh, nghiệp chướng tiêu trừ. Chứ còn nếu bọn phàm phu chúng ta làm sao mà để tâm thanh tịnh được? Cho cái người mà bớt ham muốn là người ta thích bố thí, người ta biết đủ, người ta niệm Phật nữa, an toàn, bảo đảm. Mà khi con người này làm được điều này là người siêu phàm xuất cách, siêu quần bạc tị thôi, không nói gì hết trơn. Còn muốn làm phàm phu lè tè sắc đất, hơn thua tranh giành đúng sai, phải trái, chết chết cái miệng cứ cãi miết, cứ nói ra là cãi với nhau, làm chi vậy, được cái gì đâu. Sao không niệm Phật đi? Điều này hôm nay chúng tôi nói chân thành, tha thiết và cung kính, chứ không phải la rầy hoặc là ta đây. Thực sự văn sao quá tuyệt. Chịu khó mà niệm Phật tâm thanh tịnh rồi thì gì? Phát sanh trí tuệ, học một biết mười. Đặc biệt niệm Phật tuy ở tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng, vì ba thứ thân khẩu ý hỗ trợ nhau. Nếu tâm ức niệm nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng thì cũng khó được lợi ích. Trong tâm không mà không có dùng thân để lễ, mà miệng tụng ra tiếng á, mà đừng có tụng nhiều quá, lớn quá, nó bị tổn khí. Thì nếu mà không làm như vậy thì người này không thể thể có lợi ích nhiều lắm. Cho nên thành ra là phải thân lễ, miệng tụng ra tiếng vừa phải, tâm ức niệm, thì ba cái này nó hợp lại thì người này mới thành tựu được. Huống là muốn nhíp tâm chứng tâm muội ư. Trong này có một cái đoạn chúng tôi không trích, Ngài có nói nè: người khiêng vật cần phải có tiếng hò reo. Khiêng cục đá 3-4 người, 1-2-3, dùng cái tiếng hò reo đó để dùng sức mạnh. Nam Mô A Di Đà Phật, dùng cái âm thanh vừa phải để lắng tai nghe. Muốn tâm không rời Phật thì miệng không rời niệm. Từ tâm thoát ra, miệng không rời niệm, tai không rời tiếng. Lâu ngày chày tháng, tâm miệng tai
ba căn hợp nhất lại, người này được tam muội. Nghe tiếng mấy niệm Nam Mô Di Đà Phật, tai lắng nghe, miệng niệm ra tiếng, tâm ức niệm, cứ làm sao đó ba căn này nó phải hỗ trợ nhau, thân thì lễ cung kính, thì người này vô công phu tam muội chắc. Vì sao mình niệm Phật mà lâu vãng sanh vậy? Bây giờ mình xả ly ta bà này không mạnh, mà cái cách xả ly của Tổ Ấn Quang nói trong văn sao là thấy ta bà như hầm xí, nhưng cái lao ngục, mình đang ở trong lao ngục, thấy đang ở như giống như là hầm xí, mau mau thoát khỏi ra, người trong lao ngục mau mau ra, mười hầm xí mau ra khỏi hầm xí để mà rửa ráy cho sạch sẽ. Mà có phải hầm xí, cái thân này so với cái thân của Cực Lạc thì quá là hầm xí, máu mủ dơ giấy, phân tiểu đủ loại, thịt xương đồ nó dơ giấy, khi lớp da bọc chứ mà xẻ nó ra phải đập nát nó thì thôi, thấy nó gơ gớm cỡ gì đi nữa. Người ở Cực Lạc cái thân đâu phải như vậy, cho nên ngài mới nói là ở hầm xí, tha thiết muốn về Tây Phương Cực Lạc, nhưng muốn về quê nhà nhớ cha Di Đà, nhớ mẹ Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, tha thiết ngày đêm. Đây là cái tín nguyện phải có. Mà khi có tín nguyện rồi, người này vẫn còn nghiệp, tức là tham sân si mạng nghi có, nhưng mà người ta phục được, không để cho nó lừng lẫy, nó làm chủ, thì người này gọi là đới. Đới là mang nghiệp về Cực Lạc, thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh. Người này đoạn được tham sân si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, người này là sanh về phương tiện hữu dư. Trong này nói này, người phá được vô minh, sanh về thật báo trang nghiêm vô chướng ngại độ. Người dứt trừ sạch vô minh luôn á, thì sanh về thường tịnh quang tịnh độ. Trong văn sao nói này, mình là cái hạng cần đới nghiệp vãng sanh. Chứ để mà căn cơ mình mà đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc để chứng A-la-hán trong đời này thì khó. Nhưng mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để chứng A-la-hán bên đó có Phật kiểm chứng, thì gọi là đới nghiệp mang nghiệp về Cực Lạc. Mà về tới Cực Lạc là không có nghiệp để được, nghĩa là về tới đó khi hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh là nó tiêu hết kiến và tư hoặc rồi. Cái này dễ hơn, con đường sinh lộ này dễ hơn. Dễ hơn là tự lực dầu cho bên tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật rồi á nghe, nhưng chưa đoạn được một phẩm của tư hoặc và kiến hoặc, thì vẫn còn một chút, chứ không phải chưa đoạn được, còn một chút kiến hoặc hoặc tư hoặc tham học sân thì cũng phải luân hồi sanh tử. Khó cực kỳ cái pháp tự lực này, chỉ dành cho bậc thượng căn các hàng Bồ Tát mình tu nổi. Lắng nghe kỹ chỗ nào, hôm nay là đầy đủ trọn vẹn hết. Như vậy hôm nay mình thấy rằng cái việc để mà mình tu tập thì phải chú trọng nơi cái nền tảng của một con người giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm được thiện. Văn làm các thiện thì cái này phải làm được thì mới lại một hoàn thiện một con người. Rồi bắt đầu mình bước lên nền tảng thêm nữa, đó là mình tiếp tục. Còn không thì mình vừa làm cái này, mình làm cái vấn đề gọi là thiện nhân này, rồi tiếp tục mình niệm Phật song song với nhau, chứ không phải làm cho hoàn thiện rồi mình mới niệm Phật. Hai cái nó hỗ trương lẫn nhau, hỗ tương gia nhau. Niệm Phật thật vì sanh tử để nguyện vãng sanh, chung với cái việc với lại là giữ vẹn luân thường này, hai cái này thì phải đi đôi với nhau, khuyết một không được. Chứ buổi giảng chúng tôi hôm nay đến đây đã tạm ngưng. Dạ, Di Đà Phật. Nãy có chú đó, chú nói còn chưa nghe Phật Pháp lần nào, chưa biết gì cả. Hôm nay đi theo anh em đến đây, anh thanh niên nó chạc khoảng hai mấy tuổi, nghe thầy nói về cái giáo dục gia đình, con thấy nó hay. Con thích nghe cái giáo dục gia đình này. Thì chúng tôi theo đọc theo văn sao của Ấn Tổ, thấy ngài chăm chú để cái tâm vào trong cái việc giáo dục gia đình. Sáng cái giáo dục gia đình đó, ngài nói là con cái mà trở thành xấu ác là do cha mẹ. Cha mẹ có cái bổn phận trách nhiệm, nếu mà dạy con cái tốt thì không có phước gì bằng, mà để con cái hư thì không có cái tội gì lớn bằng. Thay vì thôi đừng có đẻ, không đừng có sanh nó ra, cái gì mình không đủ khả năng nuôi thì thôi đừng có sanh, làm người vô sanh đi. Và chỉ có thạch nữ mới vô sanh, biết thạch nữ không? Thạch nữ tức là đàn bà đá,
người mang gọi là người đá thôi, người phụ nữ đá nó đẻo gắt, chứ còn mà nữ mà không sanh là chuyện này khó. Tuy nhiên có một số người đọc văn sao thì khi họ lớn lên là người phụ nữ, họ phát tâm giữ lòng trinh, không có lập gia đình. Thì như vậy là chúng ta thấy là nếu mà mình sanh một đứa con ra mà không lo cho nó trọn vẹn thì chúng ta có tội lớn vô cùng. Mà nếu mà chúng ta lo cho nó trọn vẹn được, là một người tốt, hữu ích cho gia đình và cho xã hội, thì cái phước chúng ta lớn lắm. Thì người này được xem như gọi là người mẹ thánh hiền. Bởi vì người mẹ này đã được đọc lời dạy của thánh hiền và áp dụng lời dạy của thánh hiền, cho nên thành ra người mẹ này trở thành thánh hiền, phước báu lớn lắm. Nãy có chú khoảng hai mấy tuổi, chú lên chú kêu cho con đi xuất gia, bởi vì con quá hư rồi, con làm mẹ con buồn, quá khổ rồi, con ăn chơi sa đọa rồi, người xăm tùm lum hết. Bây giờ con xin lên chùa thầy con tu. Hỏi tu nổi không? Kêu con quyết định rồi, con nghe đĩa thầy mấy hôm nay là con quyết định buông vạn duyên á. Thanh niên có gia đình kêu chưa. Mẹ mừng quá kêu nếu mà con có lên thì con cũng theo con lên ở chùa thầy luôn. Thì giác ngộ được, tức là họ đi đường cùng, không có lối thoát. Hàng ngày họ sống với tâm phàm, cho nên họ tạo nghiệp, rồi nghiệp nó buộc lại họ chịu nó. Gọi là tâm này tạo nghiệp, thì tâm này chuyển nghiệp không được thì nghiệp nó phải trói buộc lại tâm thôi. Ăn chơi sa đọa, hút sách rồi đủ kiểu. Cho nên cái cuộc đời bữa nay nó loạn. Quý vị sanh ra, quý vị nhìn kỹ lại coi, mình nuôi nó không được, dạy nó không được, nguy hại vô cùng. Cho nên quý vị để tâm vào cái chuyện này và đọc vào văn sao, rồi từ từ bắt đầu mình mới thấy được con đường lầm, lầm được cái đường đi lối mòn mình đi về, để mà mình ổn định lại cái gia đình. Như vậy cho nên cái pháp môn tịnh độ là chúng ta lấy lễ Phật tha thiết chí thành cung kính. Hồi nãy ngài nói có một cái việc bảo ban cho nhau, dùng hai chữ thành kính. Thành kính đến cùng cực. Không những thành kính mình đang lễ Phật, mình tha thiết mình thành kính, mà ra mình gặp ông chồng mình hoặc đứa con ngỗ nghịch mình cũng thành kính. Có nhiều người người ta nói là gì quý vị biết không? Tao lạy mày rồi, thôi tao thấy mày quá ngỗ nghịch rồi, mày đừng có phá phách nữa, mày đừng có ăn chơi, tao lạy mày. Mình nói vậy chứ mình không lạy nó. Lạy thử coi. Lạy thử làm sao? Hòa Thượng Tịnh Không nói lễ Phật lấy cái tên nó để ở trên đó. Ông chồng mà ông lụ đạn lấy cái tên để cho nó. Bỏ với cái đích lư hương chứ để mà ông nhìn ông thấy để trên bàn thờ, ông tưởng mình chùa ẻo, ông chết, ông quýnh cho phù mỏ. Để cho đó. Có cái ông đó ông nói đứa con đó, nó ngỗ nghịch quá, con lạy một năm mấy đây mà nó chưa chuyển. Hòa Thượng Tịnh Không nói lạy tiếp. Cha lạy con có biệt gì không? Không, lạy đây là mình lạy để mà mình cầu Phật gia trì, để mình với nó, để giải được oan gia trái chủ, giải được oán nghiệp, chứ không có tội lỗi gì hết trơn. Cha lạy con tốt, lạy đi. Ở cái này tôi nói là cái gì vậy, áp dụng nó có kết quả. Cho nên chúng tôi cũng đang tính rồi, lỡ mà chú nào mà ở trên chùa, thầy nào mà ông không nghe lời là bắt đầu mình để tên vô lén lén mình lạy mấy ông nữa. Bởi vì mình với ông có nhân duyên rồi, nhưng mà ông tới ông không nghe lời mình, ông ngỗ nghịch quá cho nên lạy. Thì âm thầm ở trong đó nó tiêu nghiệp. Nó tiêu nghiệp cái thời gian mình nói làm sao nó nghe vậy, họ nghe vậy à. Thì cuối cùng cũng lạy 3 năm, ông lên đảnh lễ Hòa Thượng, ông nói bên này nó chuyển rồi Hòa Thượng nói đó, tôi nói là ông thấy chưa. Cùng kịch, gọi là cung kính là đến cùng cực thì đá vàng cũng nứt. Con đá vàng là vô tri mà nó còn nứt thì con ông là bảo đảm nó quay đầu là sẽ chắc chắn như vậy. Cái điều này chúng tôi nói là lấy cái lời của Hòa Thượng mà ngài đã hành trì như thế. Thành ra cái mà để cho khởi được cái lòng thành kính là cái lễ Phật là đệ nhất. Nhưng mà khi mình đang thành kính với Phật mình lễ, nhưng mình ra bên ngoài mình bất kính thì cái công đức lễ Phật nó mất. Hiểu chỗ này không? Tự nhiên mình ra mình gặp ông chồng kêu bà mà lạy Phật cái gì, bà giữ như bà chằn á mà. Mình nghe vậy cái bắt đầu mình bực bội tức tối lên, là chính cái ổng là người phá đi cái công đức niệm Phật. Nhưng mà họ phá không được, họ nói tay này lọt qua tay kia coi như xong. Hiểu không? Nói tay này lọt qua tay kia, cũng như có cô hồi nãy cô lên cô khóc bù lu bù lo, nói ông chồng của con cũng làm cô khổ, hỏi sao ông đi ăn nhậu đến 10 giờ rồi 6 giờ sáng ông mới về, cũng nhớ ông cũng khổ, cái trời ơi.
con cái chịu gì cắt cớ vậy, nghe đĩa thầy rồi bây giờ ông đi kệ ổng, mình cứ nhớ Phật niệm Phật đi, cho nhớ ổng chi cho khổ. Hỏi thầy khai thị cho con đi thầy, thì bây giờ ổng đi đâu ổng đi, cô cứ nhớ Phật, cô có Phật A Di Đà trong tâm rồi. Đi đứng nằm ngồi trong tâm cô giữ bốn chữ A Di Đà Phật niệm thầm trong tâm, rồi cô tha thiết cô niệm với Phật. Thì như vậy là cô không có khổ nữa, bởi vì cô đâu có nhớ ổng đâu mà cô nhớ, cô khổ, cô nhớ Phật A Di Đà làm sao cô khổ. Cô à đúng rồi á. Lúc đó nước mắt nó ngưng liền, ghê thiệt. Coi như không khóc nữa. Con nghe lời thầy, nhưng không biết về nhà cái lực niệm Phật nó đủ hay không đó để có thể chiến thắng được cái lực nhớ ổng không. Nằm chạy queo ở nhà, trời ơi, ông đi chơi mình ở nhà, mình nằm mình nhớ ổng mà không chịu niệm Phật cho khổ, đúng là thiệt là như là không có hiểu đạo, cho nên thành ra nó mới là như thế. Cô nghe cái tự nhiên cổ thông, cổ thông cái cổ hiểu, cổ kêu con về con làm theo ý thầy. Nói vài câu tự nhiên cổ hiểu. Thì con cũng vậy. Nếu mà con mình nó mất mà mình niệm Phật, mình hồi hướng cho nó thì lợi lạc đôi bên. Con đứa nhỏ ở bên Mỹ, ông chồng thì theo vợ bé rồi, mà đứa nhỏ này nó học giỏi. Bà vợ có đứa nhỏ, bà vợ này có đứa con ở bên Florida. Cái nó đi ra nó chơi sao không biết, bên Florida có biển á, nó rớt xuống biển cái nó chết mất. Người ta vớt nó lên đường, mang về có người nó tím liệm mà. Bà này bà là có cái hay, bà niệm Phật được, bà không khóc. Bà cô này là cổ gọi điện trực tiếp về với chúng tôi, cổ nói con thấy như vậy rồi là con niệm Phật suốt luôn. Con niệm mà từ cái người, cái môi nó tím hết trơn vậy mà bắt đầu nó hồng lại thầy. Con là cứ nhớ theo thầy nói là A-di-đà Phật, con niệm suốt trong tâm, con không cho một ý niệm con khởi lên nhớ tiếc nó. Con niệm suốt luôn từ cái lúc mà mang về khám tử thi cho đến cái lúc mang ra nhà hoàng, ở bên đó mất không có để ở nhà, mang ra nhà hoàng cho đến khi đưa nó đi thiêu luôn. Mà sau khi con niệm suốt như vậy rồi, cái thân thể nó con thấy khác. Tức là người mẹ niệm cho người con mà nó biến chuyển người con bị cái tư tưởng của phóng vô cái thân của nó. Cho nên nó chuyển thân, môi tím liệm hết trơn, con thấy bắt đầu nó giải từ từ. Cho nên mình thấy cái câu Phật hiệu nó vi diệu. Mà đây là sự thực. Nếu mà cái lúc mà con cổ mất như vậy mà cổ nhớ đến nó, cổ khóc, cổ không niệm Phật được thì cổ chết theo nó luôn. Ngủ không được, nhớ nó ngày đêm cái là nó cuốn trong đó, nó làm khổ. Khổ nói không nên lời và khổ chết chung với nó luôn. Vì vậy cho nên thành ra cổ biết rồi, cái cổ quay lại cổ niệm Phật. Cổ niệm suốt, càng nhớ càng niệm, càng nhớ càng niệm, càng tha thiết càng niệm, niệm chuyển thân đó. Nhưng mà có một cái là sau khi nó mất rồi, cái bắt đầu cổ cái lực niệm nó yếu, bắt đầu cổ quay lại nhớ nó. Cổ kêu con niệm nổi nữa, giờ con phải nhờ thầy chỉ cho con thêm. Cổ kêu bây giờ cô phải tụng kinh, chuyển qua như hồi nãy Ấn Tổ nói ăn cơm trắng không nó ngán lắm, giờ phải có thức ăn. Ý ngài nói là sao? Niệm Phật không nhiều lúc nó ngán niệm không nổi, cái chuyển kinh Vô Lượng Thọ tụng, lỡ lật kinh A Di Đà ra tụng, đứng lên lạy Phật, đi kinh hành làm đủ kiểu, gọi là ăn cơm mà thêm gia vị thức ăn tự nhiên nó có mùi vị nó ngon. Hiểu chỗ này không ạ? Đây. Thì có nghe theo cái là tự nhiên có lấy kinh ra có tụng thì được. Tự nhiên có tụng kinh cái là tự nhiên là nó lại không có lờn câu niệm Phật, cái bắt đầu vô định được, cái con niệm được, con trời cảm ơn thầy quá, chứ con niệm không nổi, lúc đó chỉ nhớ nó bao quay cái đầu rồi, không có cách nào mà nhớ Phật nổi nữa hết. Bắt đầu là nó bất an, khó chịu khổ đau liền. Nhớ nghe, đang ngồi yên ổn như vậy chứ mà nó có chuyện gì xảy ra cái là con người mình bất thường. Bây giờ có Phật tử đang ngồi ở đây nghe ông chồng xe tông lòi não rồi. Bất thường không? Bất thường, trong tâm sẽ bất thường, chắc chắn bất thường nghĩa là nó không phải như bình thường nữa mà bắt đầu nó tán loạn lên. Thì lúc đó câu Phật hiệu đã có sẵn trong tâm rồi, bình tĩnh mới giải quyết được công việc. A Di Đà Phật bắt đầu réo rắc lên niệm. Hoặc lúc đó mà mình khởi niệm lên Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, trong tâm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, bắt đầu nó dằn cái tâm xuống. Giống như xe mà đang xuống dốc, nó mình chạy nhanh quá, mình lại dùng cái thắng mình rà nó từ từ. Lúc đó tâm nó cuồng loạn như người điên loạn rồi, lúc đó mình rà câu Phật hiệu vào, danh hiệu Quan Âm vào, từ từ cái bắt đầu nó ổn định tâm lý lại. Tâm mà ổn định rồi mới giải quyết được vấn đề. Nhưng mà nếu mà hiện tại không có niệm cho thành thói quen thì lúc đó niệm không nổi.
Bởi vì mình trong bình thường mình không niệm, mình không thấy cái hiệu lực của câu Phật hiệu, không có sức định sẵn và không có niềm tin, cho nên lúc đó mình không niệm được. Ghê không? Chứ không phải đơn giản với nó. Một cái ý niệm này nó cũng làm cho mình chết, và cũng một ý niệm này mà kéo dài thọ mạng sống lâu từ trong ý niệm này hết cả. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn nói đến cái chuyện là mình giữ lòng thành kính, đó là quý vị cố gắng thường xuyên lễ Phật. Nhưng mà mình ở nhà mình lễ Phật nó hay giải đãi, thì mình bắt một cái tivi mỗi buổi sáng tỉnh thất Quan Âm 4 giờ sáng tụng 48 lời nguyện, xong bắt đầu là cả đại chúng niệm Phật 6 chữ lễ Phật, bắt đầu mình mở cái màn hình ra cái mình lạy theo. Hiện tại bây giờ là trên 200 gia đình, 260 mấy gia đình là nhiều lắm, chưa nói những cái bên phần Facebook hoặc là những chỗ khác, như trang web trong YouTube nó là 200 mấy chục gia đình họ đang mở ra họ xem. Đó là ban ngày bình thường, chứ còn sáng sớm họ chưa đi làm nữa, đông hơn nữa. Họ mở một cái tivi ra họ lạy theo đại chúng. Họ nghe tiếng Phật của đại, cái tiếng niệm Phật của đại chúng ở trong nhà họ, rồi họ lạy theo. Họ kêu bắt đầu cái không khí trong gia đình bắt đầu nó có sự chuyển biến tốt. Nhưng mà nãy có một cô kia cổ lên, cô nói con đi chùa rồi mà ông chồng của con ông cứ uống rượu về là ông lấy dao lấy búa ông dí ông đánh con. Giờ con không biết làm kiểu nào hết thầy. Kêu bây giờ cô tha thiết cung kính ông niệm Phật. Mà nếu mà cô ở nhà cô chịu không nổi thì thôi cô lên tỉnh thất Quan Âm cô tu một tuần thử sao. Ông kêu sợ ông tìm lên chùa ông phá chùa hả thầy. Trời, mình nhìn lại mình thấy nó kinh khủng vậy ta. Sao giữa con người với con người mà họ là kinh khủng vậy? Vì vậy chúng tôi nói quý vị là không phải bỗng không đâu. Chắc là đời trước mình cũng làm cho ổng tơi tả te tua tàn tạ gì trong đó đó. Cũng làm cho ổng lên bờ xuống ruộng gì đó. Phải không ạ? Thì bây giờ ổng gặp mình ổng mới làm lại, chứ sao ổng không gặp bà khác mà ổng đi gặp mình. Nó có cái nguyên do, chứ không phải xui, không phải xui, không phải may rủi trong này. Cái nhân quả là nó không có xui với may rủi, mà đường tơ kẻ tóc không có sai một ly nào hết cả. Thì bây giờ mình quay lại kịp, còn làm con người quay lại kịp, giữ lòng cung kính để tên ông lên lạy được lúc nào lạy. Chỉ còn con đường đó thôi, chứ không còn con đường nào khác. Thì chúng tôi nhìn vô quý vị, chúng tôi thấy mỗi người có mỗi hoàn cảnh trong đó đó. Có cô thì nghèo khổ túng thiếu, chạy từng bữa ăn không có thời gian tu. Có cô thì quá giàu có nhưng mà gia đình lại bất an chuyện này chuyện nọ. Ở trong cái cõi này nó là như thế, chứ tìm một người mà gọi là đầy đủ trọn vẹn, chồng tốt, con tốt, có tiền, cái tự nhiên nó bệnh hoạn. Nên nó đủ kiểu chứ không phải là đơn giản như nó đâu. Cái nghiệp này nó không có tha mình đâu. Và bất cứ kiểu gì giữ câu Phật hiệu lâu ngày chày tháng rồi, cái nghiệp gì nó cũng tiêu, trí nó rạng, khai minh tâm địa, về ở chung với Phật cho nó sung sướng vô rồi. Ở đây sao mà nó phiền quá. Có nhiều người không chịu đâu. Này có chú đó lên nói, cái vị thầy đó chúng tôi không dám nói tên, nói là ông phải tái sanh chứ không được vãng sanh nghe. Làm gì mà đủ khả năng mà tái sanh, nó đọa lạc như không. Ông tổ nói mà không về cực lạc là cơ may đọa lạc xuống tam đồ nguy hại. Ra đi nó tiếc cái thân mạng, nó tiếc của, nó tiếc đủ thứ, chứ không cho con mà tìm cái người mà họ mà đi vào đắc được thiền định để họ tự tại thâu thần tịch diệt. Họ muốn đi lúc nào họ đi, thì cái trường hợp này tìm nó khó vô cùng, khó lắm. Mà tìm con người mà để mà họ niệm Phật vãng sanh thì coi lại trong mấy điệu sen thanh, với ở lại những cái cuốn sách như là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, không biết bao nhiêu con người vãng sanh. Két mà nó vãng sanh được luôn. Con két giống như con nhầm á. Người chủ nhà dạy nó A Di Đà Phật, nó cũng niệm A Di Đà Phật. Cái lúc nó mất ở trong mấy điệu sen thanh đó là cái miệng nó mọc lên cái hoa sen. Ngay cái miệng nó mọc lên hoa sen mà trong người, cho cái thân thể của nó mềm mại, nó ra đi tốt. Súc sanh mà nó niệm Phật còn vãng sanh được, huống chi là mình. Mà mình lại không chỉ người ta niệm Phật vãng sanh, bắt người ta là đi tái sanh. Tái sanh chỉ có những vị lạc ma, ngài chứng được cái tâm mật tương ưng, ngài muốn đi tái sanh ở chỗ nào, ngài đi tái sanh vô gia đình đó là ông tự tại. Còn mình là do nghiệp nó lôi cuốn mình, cho nên mình phải đọa lạc như không.
Mà nếu con người này phát nguyện vãng sanh, họ có cái công đức này, nếu mà lỡ mà họ không đủ thiện căn phước đức nhân duyên để họ vãng sanh á, thì họ vẫn sanh vào trong gia đình, sanh phùng Trung Quốc, gặp nơi trung tâm Phật Pháp, trong gia đình có Phật Pháp, rồi tiếp tục họ niệm Phật, họ tu tập, nó đầy đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên, rồi bắt đầu họ vãng sanh. Cho nên cái nguyện vãng sanh là một cái nguyện mà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài, thiết thành thật ngôn, tán thán chúng sanh nên nguyện, nương theo cái nguyện lực là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, là cái nguyện lực vô tác diệu lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà mà mười phương chư Phật tán thán. Khi lúc lâm chung mà mình tỉnh táo niệm được 10 niệm là cái chuyện này không phải dễ, khó vô cùng. Một niệm niệm không nổi, cái đau đớn, cái sợ hãi, cái oan gia, người sống cũng như người chết, họ bao quanh mình, niệm không nổi. Mà niệm được 10 niệm là cái chuyện này không phải dễ. Mà 10 niệm trong đó là phải đủ tín nguyện nha, phải đủ thiện căn phước đức nha. Thì nói tới nói lui là bây giờ phải tích lũy đó. Nếu mà ai mà dành thời gian để mà tích lũy về của cải vật chất, làm những cái gì cho nó kiên cố ở cõi này, thì không có thời gian để tích lũy công phu tín nguyện thiện căn phước đức đâu. Cho Ấn Tổ quý vị đọc lại văn sao, Ngài nói tôi không có thời gian để mà tôi phải đi xây chùa trụ trì đâu. Tôi nguyện tôi không trụ trì, tôi nhiệt nguyện tôi cũng không nhận đồ chúng, bởi vì tôi không đủ khả năng. Họ để cho họ ở tại nơi tu chân ngay cõi tục, ở gia đình của họ, họ phát tâm, họ làm trọn bổn phận gia đình, họ niệm Phật để họ vãng sanh. Thế mà cái số lượng theo Ngài cho đến bao nhiêu? 990 gia đình. Mà 990 gia đình này gọi là đắc pháp với Ngài đó nghe. Đắc pháp tức là giữ được lá thư này và tu hành nó có kết quả. Và về sau này 990 lá thư này độ không biết bao nhiêu là chúng sanh. Vì do Ngài đã có chứng đắc trong đó rồi, Ngài có công phu, nó có nội hàm, Ngài hàm dưỡng trở thành pháp khí rồi. Cho nên cái lời nói Ngài ra có cái trọng lượng để chuyển nghiệp của chúng sanh. Biết bao nhiêu, gần 100 năm lại đây bộ văn sao độ với dân Trung Quốc không biết bao nhiêu, mà dân Trung Quốc là nó đông nhất thế giới rồi. Biết bao nhiêu chúng sanh với dân Trung Quốc mà nương theo cái văn sao này mà vãng sanh. Hôm nay chúng ta mà phổ biến văn sao này cho người Việt Nam của mình, thì chúng tôi tin rằng vài năm sau có người biết ngày giờ vãng sanh. Cái bà Huệ Tĩnh đó, bà đến ngay tại cái chùa mà Ngài giảng ở Thượng Hải gặp Ấn Tổ, nói tôi không có thời gian nói chuyện với vợ chồng của các ông bà nhiều. Hôm nay tôi đặt pháp danh cho ông bà rồi, về trước Phật, đối trước Phật chân thật phát nguyện giữ năm giới, đọc bộ văn sao này đi. Tôi nói cái gì cũng không có thời gian bằng cái bộ văn sao này. Tôi tích lũy biết bao nhiêu lá thư. Bà Huệ Tĩnh bà về có phát tâm bà đọc. Mà năm sau cái nghiệp nó tới, bà bị bệnh. Khi bệnh bà biết rồi, xả hết vàng dòng đeo trong người, bán hết, phóng sanh in kinh, bà niệm Phật. Ngày đầu bắt đầu bà vào công phu, bà niệm suốt một thời gian, bắt đầu bà thấy được Bồ Tát Quan Âm đến gia trì cho bà, rưới nước cam lồ gia trì. Sau đó rồi bắt đầu bà ra đi là gặp Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát với Đức Phật A Di Đà. Thì Ấn Tổ giao cho bộ văn sao, bà y theo đó bà hành trì, có duyên với Ấn Tổ, tức là Ấn Tổ là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, cầm đài vàng đến cho bà ngồi lên. Phật A Di Đà phóng hào quang từ nơi bạch hào này nhiếp thọ bà ngồi trong hoa sen về Cực Lạc. Bà Huệ Tĩnh này con nằm. Sao bà tu cái bộ văn sao này, bà nương theo mà có một năm bà vãng sanh, còn mình bao nhiêu năm mà còn ngồi đây? Kỳ vậy ta. Tự nhiên mà mình suy nghĩ lại. Cho nên chúng tôi đọc vào trong bộ văn sao, chúng tôi cứ càng đọc là chúng tôi càng thấy cái lời của Ấn Tổ. Và có nhiều người, người ta văn theo lời Ấn Tổ mà người ta làm nó có kết quả tốt.